Kim Ah-yeon, nữ diễn viên hút vận rủi với 16 năm chật vật vì scandal và tin đồn chết yểu. Năm 2006, tác phẩm Sắc đẹp ngàn cân được công chiếu vào năm 2006 đã gây sốt khắp các phòng vé Hàn Quốc và châu Á. Và Kim Ah-yeon, nữ diễn viên chính trong phim có lẽ đã không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng yêu phim Hàn Quốc từ những năm 2000. Ở Hàn Quốc, Kim Ah-yeon cũng được công nhận là người đẹp học thức. Tương tự những cái tên nổi tiếng như Lee Yong-e, Kim Tae-hee, Lee Honey và Han Ga-in. Tuy nhiên, so với các đồng nghiệp, tên tuổi cô lại kém nổi tiếng hơn hẳn. Hay chăng cũng chỉ thường xuyên được nhắc đến cùng những scandal tai tiếng, bất chấp việc Kim Ah-yeon vẫn xứng đáng được công nhận là nữ diễn viên thực lực của làng điện ảnh Hàn Quốc. Nghiệp diễn không phải sự lựa chọn đầu tiên. Kim Ah-yeon chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2004 với bộ phim đầu tay mang tên Hải Thần. Song nghiệp diễn không phải là sự lựa chọn ban đầu của Kim Ah-yeon. Ngay từ khi còn là học sinh trung học, cô ôm mộng ca hát, đồng thời cực lực luyện tập thanh nhạc nhằm chuẩn bị ra mắt với vai trò ca sĩ. Thậm chí, cô còn đặt mục tiêu cho bản thân nhất định phải được trình diễn trên những sân khấu trao giải danh giá nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Để đạt được điều này, cô nữ sinh Kim Ah-yeon lúc bấy giờ còn dự định sẽ trình làng K-pop với nghệ danh Ayun. Để cộng đồng fan quốc tế có thể dễ dàng hô vang tên cô, trong trường hợp khó phát âm rõ ràng tên thật Ah-yeon. Nhưng cuối cùng, kế hoạch lại bị phá sản bởi những trục trặc nội bộ của công ty quản lý, khiến giấc mộng trở thành ca sĩ của Kim Ah-yeon hoàn toàn bị dập tắt. Tuy không còn bệ đỡ để thực hiện ước mơ ca hát, Kim Ah-yeon vẫn không vì thế mà nhục chí. Sau khi kết thúc 3 năm trung học phổ thông, Kim Ah-yeon tập trung rèn luyện khả năng diễn xuất vẫn còn non nớt của mình nhằm ứng tuyển vào khoa phát thanh truyền hình của trường Đại học Nữ Đông Đốc. Nhờ những nỗ lực cùng sự quyết tâm mãnh liệt, Kim Ah-yeon đã trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Trải qua 4 năm rèn luyện kỹ năng tại đây, Kim Ah-yeon chính thức có cơ hội được tiến thân vào giới giải trí với vai phụ Baek Ha-jin trong bộ phim Hải Thần. Tuy chỉ là tân binh, không có nhiều đất diễn, song đây vẫn là cơ hội tốt để Kim Ah-yeon có thể gây ấn tượng với giới truyền thông lúc bấy giờ nhờ được xuất hiện cùng những tên tuổi nổi tiếng như nam diễn viên gạo cội Choi Soo-yeon, Song In-kuk, nữ minh tinh Jae-shira và Sue. Ngoài việc là một diễn viên tràn đầy nhiệt huyết với nghề, Kim Ah-yeon còn là một người đẹp ham học hỏi của showbiz Hàn Quốc. Có một điều ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp khoa phát thanh truyền hình Đại học Nữ Đông Đốc, Kim Ah-yeon lập tức ứng tuyển vào khóa thạc sĩ ngành báo chí và truyền thông của trường Đại học Korea, một trong những ngôi trường luôn dẫn đầu về chất lượng đào tạo ở Hàn Quốc. Không chỉ thế, Kim Ah-yeon còn có thời gian du học tại Thụy Sĩ để nghiên cứu sâu hơn về chuyên ngành của mình, đồng thời rèn luyện khả năng ngoại ngữ trước khi trở về Hàn Quốc, hoàn thành khóa học tại Đại học Korea và tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ báo chí và truyền thông vào năm 2011. Bên cạnh việc theo đuổi con đường học vấn, Kim Ah-yeon cũng không quên đầu tư cho sự nghiệp diễn xuất. Trong suốt thời gian theo học tại Đại học Đông Đúc, sau đó là Đại học Korea, cô vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để được góp mặt trong một số bộ phim đáng chú ý như Rules of Love 2005 và Beatrice Burnt 2005. Tuy nhiên, so với các bạn đồng nghiệp cùng thời, sự nghiệp của Kim Ah-yeon được đánh giá chật vật hơn hẳn vì chưa thật sự tìm được một vai diễn phù hợp khiến cô không thể phô diễn hết khả năng diễn xuất của mình. Mọi chuyện chỉ thật sự thay đổi vào năm 2006 khi Kim Ah-yeon may mắn được lựa chọn cho vai chính Kan Hana trong bộ phim Sắc đẹp ngàn cân. Vốn dĩ một tân binh nhỏ bé mới chân ướt chân ráo vào nghề như Kim Ah-yeon không phải là sự lựa chọn hàng đầu của đạo diễn và nhà sản xuất Sắc đẹp ngàn cân cho vai nữ chính Kan Hana. Lúc bấy giờ, kịch bản bộ phim được gửi tới rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng, tuy nhiên đều bị họ từ chối. Chỉ bởi vào thời điểm này, các sao nữ ngại việc phải ngồi hóa trang suốt 3-4 tiếng đồng hồ để trở nên nặng nề và mập mạp. Họ không muốn mình trông xấu xí khi xuất hiện trên màn ảnh. Vì thế, sau khi liên tục nhận về những cái lắc đầu, vai diễn Kan Hana mới chính thức đến tay Kim Ah-yeon, một phần cũng nhờ lợi thế biết hát. Nhận thức được bản thân chỉ là một tân binh không tên tuổi, cũng không thể làm cao, Kim Ah-yeon lập tức nhận lời thử sức cho vai diễn nặng đô này. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ trong việc thể hiện khả năng diễn xuất cùng giọng hát thiên phú, cuối cùng, Kim Ah-yeon đã thật sự góp phần giúp Sắc đẹp ngàn cân đạt được thành công ngoài mong đợi. Có thể nói, đây chính là bước ngoặt để đời của Kim Ah-yeon, giúp cô từ một tân binh vô danh, nhanh chóng trở thành gương mặt đắt giá, liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như được chọn mặt gửi vàng cho những hợp đồng quảng cáo béo bở.
Không chỉ thế, ngay sau khi thông tin tất cả những ca khúc trong phim đều do chính Kim Ma Yeon thể hiện được tiết lộ trên báo giới, cộng đồng người hâm mộ cô ngày càng tăng theo cấp số nhân. Giờ đây, trong mắt công chúng, Kim Ma Yeon không chỉ đơn thuần là một diễn viên mà còn là một nghệ sĩ may mắn, sở hữu trong tay tất cả mọi thứ từ nhan sắc mặn mà, khả năng diễn xuất thiên bẩm cho đến giọng hát cao vút, đặc biệt được nhấn mạnh qua ca khúc với những tông cao khó xơi như Maria. Tưởng khó nhưng lại hóa ra dễ đối với Kim Ma Yeon. Điều này lại một lần nữa giúp cô khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng cũng như trong giới giải trí nước nhà. Song hưởng ánh hào quang chưa được bao lâu, cơn ác mộng lớn nhất sự nghiệp Kim Ma Yeon chính thức ập đến. Như để chứng minh vai diễn vận vào người là có thật, những gì diễn ra trong Sắc Đẹp Ngàn Cân cũng xảy đến với Kim Ma Yeon. Chỉ có điều, không may mắn như nàng béo Kang Hana có một cái kết viên mãn và tiếp tục nhận được tình yêu của khán giả, Kim Ma Yeon lại hứng chịu không ít chỉ trích kịch liệt ngay từ những người yêu mến mình năm xưa, chỉ vì lộ quá khứ phẫu thuật thẩm mỹ, một vấn đề nhức nhối, chưa nhận được sự ủng hộ và tán thành trong xã hội Hàn Quốc những năm 2000. Điều này từng được nhấn mạnh rõ ràng trong bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân. Chính vì thế, Kim Ma Yeon, từ một nữ thần nhan sắc được người người ca tụng, lập tức biến thành quái vật trong mắt công chúng. Họ thất vọng và không ngừng chỉ trích cô vì không sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như những gì họ vẫn luôn mơ tưởng. Bản thân Kim Ma Yeon chưa một lần thừa nhận vấn đề này, song những bức ảnh thời còn đi học với nhan sắc không mấy bắt mắt, đồng thời lộ nhiều khuyết điểm liên tục bị phát tán trên mạng xã hội, đã ngầm tố cáo cô. Cuối cùng, Kim Ma Yeon cũng chỉ là người đẹp giả tạo, phải nhờ đến dao kéo để nâng cấp nhan sắc. Điều này khiến hình ảnh và tên tuổi Kim Ma Yeon bỗng chốc tụt dốc thảm hại trong lòng công chúng. Trong khi những nghi vấn về ngoại hình vẫn chưa kịp lắng xuống, Kim Ma Yeon tiếp tục dính phốt nặng nề liên quan đến danh dự và nhân phẩm. Năm 2009, một bài viết với tiêu đề "Ảnh khỏa thân gây sốc của nữ diễn viên K" thực sự gây chấn động giới truyền thông và công chúng lúc bấy giờ. Bởi dựa vào những hình ảnh được công bố, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nhân vật chính trong những bức ảnh nóng mắt này không ai khác chính là Kim Ma Yeon của Sắc Đẹp Ngàn Cân. Trước khi sự việc bị đẩy đi quá đà, phía công ty quản lý của Kim Ma Yeon lập tức lên tiếng phủ nhận, đồng thời tuyên bố sẽ nhờ đến sự trợ giúp của pháp luật để kiện đến cùng thủ phạm lan truyền những bức ảnh sai sự thật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tên tuổi của nữ diễn viên. Cuối cùng, Kim Ma Yeon đã được minh oan. Ra mắt từ năm 2004, Kim Ma Yeon có đến 16 năm lăn lộn trong nghề. Song gần một nửa chặng đường hoạt động của cô hầu như chỉ gắn liền với scandal đời tư, vướng vào vòng lao lý, thậm chí bị rủa chết. Bởi thế không ngoa khi nói Kim Ma Yeon là một trong những nghệ sĩ chịu nhiều thị phi nhất làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất chấp những lần lên bờ xuống ruộng vì tai tiếng, Kim Ma Yeon vẫn có thể vực dậy sự nghiệp của mình trước sự ngỡ ngàng của giới truyền thông và công chúng. Tất cả là nhờ vào bản lĩnh và năng lực thực sự của nữ diễn viên sinh năm 1982. Đồng ý rằng, có lẽ Kim Ma Yeon đã thực sự giao kéo trong quá khứ. Nhưng không ai có thể phủ nhận, Kim Ma Yeon vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp, may mắn sở hữu hình thể tuyệt vời, cùng gương mặt trẻ mãi không già, dù đã bước sang tuổi 39. Đồng thời, cũng chẳng ai có thể lên tiếng chê bai khả năng diễn xuất thiên phú của Kim Ma Yeon. Một trong số những yếu tố quan trọng nhất đã cứu sống cô cũng như sự nghiệp của mình ngay những khi tưởng chừng như sẽ sụp đổ hoàn toàn trước búa rìu của dư luận. Có lẽ thường xuyên phải hứng chịu nhiều thị phi, Kim Ma Yeon đã rèn luyện cho bản thân một tinh thần thép để có thể vững vàng vượt qua mọi sóng gió trong giới showbiz khắc nghiệt này. Đó là lý do vì sao dù cả sự nghiệp liên tục dính phải những vết đen không thể tẩy trắng, Kim Ma Yeon vẫn kiên trì tìm đường tái xuất với một tác phẩm mới và tiếp tục làm nên thành công nhờ năng lực không thể chối cãi. Qua đó chứng tỏ bản thân luôn xứng đáng được công nhận là một nữ diễn viên tài năng của làng giải trí Hàn Quốc.